những sạp hàng bày bán trên vỉa hè khiến người dân phải đi bộ dưới lòng đường. Hàng loạt xe dừng đỗ dưới lòng đường để mua hàng. Cái chợ bán thì nó hẹp, không có chỗ mà ngồi ấy, rất là hẹp luôn. Chợ chả có chỗ nào mà ngồi nữa, mình phải đi ra vỉa hè. Chị đã đề xuất với ban quản lý chợ đăng ký sắp xếp một chỗ ngồi trong chợ hay chưa? Có chứ, có. Ban quản lý chợ cũng có sắp xếp. Bởi vì là mình bán hàng như thế này mà vào trong chợ thì chỗ nó một là nó hẹp quá, nó chỉ có 1 mét thôi thì bán được cái gì? Thời gian hiện nay tầm chỉ còn khoảng 5-7 gian kiosk. Thì cái số lượng mà đáp ứng mong mỏi của người dân khi bán hàng trong đó là không đảm bảo. Để mà đảm bảo cho các tiểu thương cũng như các người buôn bán dịch vụ nhỏ lẻ đáp ứng cuộc sống nhu cầu người dân. Dù đang kinh doanh trong kiosk tại chợ Đán với vị trí mặt tiền khá thuận lợi, song một số cửa hàng tại khu vực cổng chợ Đán vẫn sử dụng vỉa hè để mở rộng kinh doanh. Nhiều khi là họ cứ phải chòi ra đường, người dân qua lại tiệm đường để người ta mua. Chứ người bên kia người ta chìa ra. Người bên này người ta chìa ra thì chắc chắn là mình cũng phải chìa ra thì mới bán được hàng. Ví dụ như cô cứ ở trong này thì sao cô bán được? Trước thực trạng lấn chiếm, chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh, chính quyền và lực lượng chức năng các cấp đã kiểm tra xử lý vi phạm, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở để người dân nắm được các quy định. Tuy nhiên, để giải bài toán bất cập tình trạng kinh doanh vỉa hè không phải là dễ, cần có sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng thuận, ủng hộ của người dân.